nấm cà nữa. Nấm cà cái này làm từ mắm nêm nha, bên em có hai loại mắm cà này, mắm cà thập cẩm làm từ mắm nêm với này, một loại là mắm cà bên em là một loại mắm riêng, kiểu như là nó trung hòa giữa mắm tôm với mẹ mắm nêm á, nên cái vị của nó rất là ngon, rất là đặc biệt và rất là thơm nè. Cái này là mắm cà bên em làm theo yêu cầu của khách nè, mà khách em á mua mắm cà ở đâu bên ngoài ăn thèm ăn cái mua ăn bên ngoài cái người ta làm không sạch đó, không sạch cái bị ải chỉa rồi xong rồi cái kêu em làm, kêu em làm bây giờ em làm nè. Mắm cà bên em là làm từ mắm nêm xịn nha, nên rất là ngon rất là thơm luôn. Bao nhiêu đây một thao này là em để mấy trái thơm đi trong đây nữa nên nó thơm cực kỳ mà rất là ngon luôn, còn ăn dữ lắm luôn, giòn rụm rụm này. Đảm bảo với chị là không có đụng hàng, em làm là không bao giờ đụng hàng ai chứ, tự em tự bên em làm luôn, tự em làm không có sợ đụng hàng của ai, không phải giống như bên ngoài người ta lấy của người này lấy của người kia đâu nha mấy chị, dễ bán lại không có đâu nha. Bên em rau củ là bên em tự tự cắt, là bên em tự phơi cho nó héo rồi